Mới đây Bộ Tài chính đã đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng VT với bia lên mức 12% từ đầu năm 2019, đồng thời tăng mức thuế tiêu thụ đặc biệt lên 5%. Vì vậy, dự báo giá bia cũng sẽ tăng mạnh kể từ năm 2018. Theo báo cáo công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor, thì thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế VAT chiếm tới 35% giá bán bia và sẽ còn tăng trong các năm tới theo lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt Tuy nhiên, thực tế hiện giá mỗi chai bia lại phải chịu nhiều loại thuế hơn thế, tương đương người mua phải chịu 43,5% thuế đối với mỗi chai bia. Với mức tăng thuế như vậy, dự đoán trong thời gian tới giá bia sẽ có nhiều điều chỉnh tăng giá. Dù hiện nay vẫn chưa có doanh nghiệp nào đưa ra mức điều chỉnh giá bia cụ thể, song một số chuyên gia nhận định việc tăng thuế sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các công ty bia, làm tăng chi phí sản xuất, kinh doanh và có thể làm tăng giá bia thêm khoảng 7% so với hiện tại. Một số ý kiến cho rằng việc tăng thuế này sẽ khiến cho tình trạng sản xuất bia lậu nhiều hơn. Ngược lại, một số chuyên gia tán thành việc tăng thuế với rượu bia, thuốc lá để hạn chế sử dụng của người tiêu dùng trong nước. Ước ừ tính trong năm 2015, Việt Nam đã tiêu thụ hơn 3,8 tỷ lít bia, đứng thứ 11 thế giới về tổng lượng bia tiêu thụ.